Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giản Chú Dịch Giải, biên soạn do Lão Pháp Sư Tịnh Không, người dịch cư sĩ Nguyên Chừng, Tịnh Tông Học Hội Ấn Tống. Đĩa số 8. Phẩm thứ 26, lễ cúng thính pháp. Giải: phẩm kinh này nói về chư Bồ Tát đến thế giới Cực Lạc lễ bái, cúng dường Đức Phật A Di Đà và nghe ngài diễn nói diệu pháp. Kinh: phục thứ A Nan, thập phương thế giới chư Bồ Tát chúng vi dục chiêm lễ Cực Lạc thế giới vô lượng thọ Phật, các dĩ hương hoa chàng phan bảo cái, vãng nghệ Phật sở, cung kính cúng dường, thính thọ kinh pháp, tuyên bố đạo hóa, xưng tán Phật độ, công đức trang nghiêm. Giải: Đức Phật lại nói với A Nan, các thế giới ở phương khác nghe đến danh hiệu của Phật A Di Đà, chư Bồ Tát liền sanh tâm hoan hỷ, mong được chiêm ngưỡng Đức Phật vô lượng thọ của thế giới Cực Lạc. Chư vị đều mang theo hương hoa, chàng phan, lọng báu đến thế giới Cực Lạc, lấy tâm thành kính mà cúng dường Đức Phật vô lượng thọ và nghe những lời giáo giới của ngài. Sau đó trở về cõi nước của mình, truyền bá tuyên dương, lấy chánh đạo mà giáo hóa chúng sanh, ca ngợi công đức trang nghiêm của thế giới Cực Lạc. Chú thứ nhất, tuyên bố đạo hóa là truyền bá, tuyên dương, lấy chánh đạo mà giáo hóa chúng sanh. Kinh: nhĩ thời Thế Tôn tức thuyết tụng viết. Giải: khi ấy Thế Tôn lấy hình thức kệ tụng để tán thán. Tụng: Đông phương chư Phật sát, số như hằng hà sa, hằng sa Bồ Tát chúng, vãng lễ vô lượng thọ, nam tây bắc tứ duy, thượng hạ diệt phục nhiên, hàm dĩ tôn trọng tâm, phụng chư chân diệu cúng. Giải: tám câu kệ trên trình bày chư Bồ Tát đến thế giới Cực Lạc với số lượng rất đông, cõi Phật ở thế giới phương đông nhiều như cát sông Hằng. Số lượng Bồ Tát ấy đều đến thế giới Cực Lạc để lễ bái cúng dường và nghe Phật A Di Đà nói pháp. Ngoại trừ phương Đông, còn có các phương Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc, phương trên, phương dưới, mỗi một phương đều có hằng sa Bồ Tát. Chư vị đều lấy cái tâm chân thành, cung kính, mang các phẩm vật quý báu để cúng dường Đức Phật A-di-đà cùng chư vị thượng thiện nhân trong Pháp hội. Kinh: xướng phát hòa nhã âm, ca thán tối thắng tôn, cứu đạt thần thông tuệ, du nhập thâm pháp môn, văn Phật thánh đức danh, an ổn đắc đại lợi, chủng chủng cúng dường chung, cần tu vô giải quyển, quán bỉ thù thắng sát, vi diệu nan tư nghị, công đức phổ trang nghiêm, chư Phật quốc nan tỷ, nhân phát vô thượng tâm, nguyện tốc thành Bồ Đề. Giải: đoạn này nói về chư Bồ Tát trong mười phương tán thán Đức Phật A Di Đà. Chư vị phát nguyện muốn chóng thành Phật, chư Bồ Tát vô số lượng
trong mười phương đều phát ra âm thanh hòa nhã, hân hoan ca tụng Phật A-di-đà, tán thán thần thông trí tuệ của Ngài, đạt đến chỗ rốt ráo. Chúng sanh nghe đến danh hiệu A-di-đà Phật đều an ổn, đạt đến lợi ích to lớn thành Phật. Sau khi nghe đến danh hiệu Thánh Đức, thường cúng dường, tinh tấn tu hành, không khởi cái tâm chán nản, mệt mỏi. Chư vị Bồ Tát ấy nhìn hoàn cảnh trang nghiêm, đẹp đẽ của thế giới cực lạc, đúng là cảm giác được sự vi diệu không thể nghĩ bàn. Tất cả điều đó đều do Đức Phật A-di-đà cùng với đại chúng ở thế giới cực lạc cùng làm cho trang nghiêm. Vì thế mà ca ngợi rằng, cõi Phật trong mười phương thế giới không thể so sánh với thế giới cực lạc. Chư Bồ Tát sau khi nhìn thấy rõ những trạng huống vi diệu không thể nghĩ bàn, đều mong mỏi trong kiếp này nhanh chóng thành Phật. Chú thứ nhất, xướng phát hòa nhã âm là hân hoan phát ra âm thanh hòa nhã tốt đẹp. Thứ hai, tối thắng tôn là chỉ Phật Di Đà. Thứ ba, cứu đạt là thông đạt rốt ráo. Thứ tư, du nhập thâm pháp môn, du là tự tại không chướng ngại. Nhập thâm pháp môn là chỉ Phật A Di Đà thấu triệt nguồn gốc của thật tướng của các pháp. Thứ năm, thánh đức danh, chỉ danh hiệu A Di Đà Phật. Thứ sáu, đại lợi là lợi ích thù thắng của vãng sanh thành Phật. Thứ bảy, thù thắng sát là chỉ thế giới cực lạc. Kinh Ưng Thời Vô Lượng Tôn Vi Tiếu Hiệu Kim Dung Quang Minh Tổng Khẩu Xuất Biến Chiếu Thập Phương Quốc Hồi Quang Hoàn Nhiễu Phật Tam Tạp Tổng Đảnh Nhập Bồ Tát Kiến Thử Quang Tức Chứng Bất Thoái Vị Thời Hội Nhất Thiết Chúng Hổ Khánh Sanh Hoan Hỷ. Giải đoạn này nói Đức Phật A-di-đà phóng hào quang lợi ích đến chư Bồ-Tát tham phỏng. Cũng chính là lúc chư Bồ-Tát phát nguyện, Đức Phật A-di-đà mỉm cười và từ miệng Thế Tôn phóng hào quang chiếu khắp các cõi nước Phật trong mười phương. Sau khi hào quang chiếu khắp mười phương, luồng hào quang quay về chiếu ba vòng quanh Đức Phật, rồi nhập vào đảnh đầu Thế Tôn. Đó là hình ảnh biểu thị Đức Phật A-di-đà vì chư Bồ-Tát mười phương mà thọ ký. Chư vị Bồ-Tát nhìn thấy hào quang của Phật, lập tức viên chứng ba thứ không thoái chuyển. Bấy giờ, chư Bồ-Tát mười phương đến lễ bái cúng dường, nghe Pháp đều hân hoan chúc mừng và sanh tâm đại hoan hỷ. Chú thứ nhất, ưng thời là chỉ cái lúc chư Bồ Tát tán thán phát nguyện. Vô lượng tôn chính là Phật A Di Đà. Thứ hai, tòng đảnh nhập. Đảnh là đảnh đầu, đại biểu cho pháp vô thượng. Tòng đảnh nhập là nhập vào đảnh đầu Phật. Ở đây có nghĩa là quán đảnh thọ ký. Kinh Phật ngữ phạm lôi chấn, bát âm sướng diệu thanh. Giải, hai câu này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tán thán âm thanh nói pháp thanh tịnh của Đức Phật A-di-đà. Âm thanh ấy giống như sấm sét, cả mười phương đều nghe mà còn đầy đủ tám âm vì chúng sanh mà diễn nói diệu pháp. Chú thứ nhất, Phật ngữ là chỉ âm thanh nói pháp của Phật A-di-đà. Phạm có nghĩa là thanh tịnh. Lôi chấn là tỷ dụ âm thanh nghe ra chấn động lòng người. Thứ hai, bát âm là chỉ âm thanh của Phật có đủ tám loại tướng tròn đầy. Thứ nhất, tối hảo âm. Hết thảy âm thanh thế gian xuất thế gian đều không thể sánh được.
Thứ hai, nhu nhuyễn âm, chỉ từ bi, tiếng nói nhu nhuyễn của Phật, khiến người nghe sanh tâm hoan hỷ, buông bỏ cá tính can cường. Thứ ba, điều hòa âm là âm thanh của Phật có khả năng điều hòa tâm chúng sanh, khiến chúng sanh bỏ phiền não, tăng trưởng trí tuệ. Thứ tư, bất ngộ âm, pháp mà Đức Phật tuyên nói không sai lầm. Thứ năm, bất nữ âm, âm thanh của Đức Phật đầy đủ bốn món vô úy, khiến người nghe kính phục, tà ma quy thuận chứ không phải là giọng của đàn bà. Thứ sáu, tôn từ âm, âm thanh của Đức Phật khiến cho chúng sanh sau khi nghe khởi sanh cái tâm kính trọng, khâm ngưỡng, khai phát trí tuệ. Thứ bảy, thâm viễn âm, âm thanh nói pháp của Đức Phật khiến cho người nghe thâm cảm. Thứ tám, bất kiệt âm, pháp mà Đức Phật nói mỗi câu đều mang nghĩa lý sâu rộng vô tận. Kinh Thập Phương Lai Chánh Sĩ Ngô Tất Chi Bỉ Nguyện Chí Cầu Nghiêm Tịnh Độ Thọ Ký Đương Tác Phật Giác Liễu Nhất Thiết Pháp Do Như Mộng Ảo Hưởng Mãn Túc Chư Diệu Nguyện Tất Thành Như Thị Sát Chi Độ Như Ảnh Tượng Hằng Phát Hoàng Thể Tâm Cứu Cánh Bồ Tát Đạo Cụ Chư Công Đức Bổn Tu Thắng Bồ Đề Hạnh Thọ Ký Đương Tác Phật Thông Đạt Chư Pháp Tánh Nhất Thiết Không Vô Ngã Chuyên Cầu Tịnh Phật Độ Tất Thành Như Thị Sát. Giải đoạn này Đức Phật Thích Ca chuyển qua sự kiện khai thị của Đức Phật A Di Đà đối với chư Bồ Tát mười phương. Đức Phật A Di Đà nói: Chư vị Bồ Tát từ mười phương cõi nước đến đây, ta đều biết tâm nguyện của họ chính là một lòng một ý cầu được trang nghiêm cõi Phật, mong mỏi Như Lai vì họ mà thọ ký thành Phật. Các ông mong thực hiện đầy đủ nguyện lớn thì cần phải giác ngộ, hiểu rõ hết thảy các pháp đều như mộng, như ảo, như tiếng vang, đều không thật. Nếu như muốn cõi nước trang nghiêm, thanh tịnh như thế nào thì cần phải hoàn thành nguyện lớn đã phát. Tuy biết rằng tất cả pháp thế gian đều không thật, cũng phải biết rằng cái cõi nước mong cầu cũng đều là như mộng, như ảo. Đức Phật Di Đà vẫn thường khuyên chư Bồ Tát hãy thường phát nguyện cứu độ hết thảy chúng sanh. Giá như muốn thành tựu tâm Bồ Tát, hạnh Bồ Tát rốt ráo, tròn đầy, thì cần có đủ hết thảy căn bản, công đức, cũng chính là học, giới, định, tuệ và lục độ, rồi còn phải tu tập 10 nguyện lớn thù thắng của Phổ Hiền. Như thế thì mới có năng lực tiếp nhận sự thọ ký thành Phật của Đức Phật. Đức Phật A-di-đà giáo giới chư Bồ Tát cần thông đạt cái tướng chân thật của tất cả các pháp, liễu chi tất cả các pháp đều không vô ngã, sau đó mới thúc đẩy chuyên cầu tịnh độ, thì chắc chắn sẽ thành tựu cõi Phật trang nghiêm như thế giới cực lạc. Chú thứ nhất, Ngô, Đức Phật A Di Đà tự xưng bỉ nguyện chỉ tâm nguyện của Bồ Tát. Thứ hai, chư diệu nguyện chỉ tứ hoằng thệ nguyện. Thứ ba, công đức bổn chỉ giới định tuệ lục độ. Thứ tư, bồ đề hạnh là hành vi của giác ngộ vô thượng. Kinh văn pháp lạc thọ hành đắc chí thanh tịnh xứ tất ư vô lượng tôn thọ ký thành đẳng giác. Giải từ đoạn này trở đi, Thế Tôn tán thán chư Bồ Tát sau khi nghe Đức Phật A Di Đà nói pháp đạt được lợi ích. Sau khi chư Bồ Tát nghe Phật Di Đà nói pháp, ai nấy đều thích thú pháp môn ấy và hoan hỷ tin nhận phụng hành.
Do đó, tâm của chư vị ngày càng thêm thanh tịnh. Chỉ cần tu đạt đến tâm thanh tịnh, thì trí tuệ cũng tròn đầy ngay trước mắt, chắc chắn liền tại chỗ Đức Phật A-di-đà thọ ký thành Phật. Chú thứ nhất, lạc thọ hành. Lạc là ưa thích, thích thú, thọ hành là tin nhận, thực hành. Thứ hai, đẳng giác là chánh đẳng, chánh giác, tức quả vị Phật. Kinh: Vô biên thù thắng sát, kỳ Phật bổn nguyện lực, văn danh dục vãng sanh, tự chí bất thoái chuyển, Bồ Tát hưng chí nguyện, nguyện kỳ quốc vô dị, phổ niệm độ nhất thiết, các phát bồ đề tâm, xả bỉ luân hồi thân, câu linh đăng bỉ ngạn. Giải: Thế giới cực lạc vi diệu vượt hơn các thế giới khác. Bổn nguyện của Đức Phật Di Đà chính là mong mỏi tất cả chúng sanh nghe đến danh hiệu của Ngài liền phát khởi nguyện cầu vãng sanh, đều viên chứng ba loại không thoái chuyển, một kiếp thành Phật. Bồ Tát mười phương phát khởi nguyện lớn vì lợi ích cho chúng sanh, hy vọng cõi nước của mình cũng giống như cõi nước cực lạc. Nhất định cần lấy cái tâm đại từ bi, phổ biến, nhiếp thọ tất cả chúng sanh, hy vọng chúng sanh đều phát tâm bồ đề. Dựa vào pháp môn tu học thì có khả năng vượt qua luân hồi, đạt đến bờ bên kia. Chú thứ nhất, thù thắng sát, chỉ thế giới cực lạc. Thứ hai, hưng chí nguyện là phát khởi nguyện lớn đem lợi ích đến cho hết thảy chúng sanh. Kinh: Phụng sự vạn ức Phật, phi hóa biến chư sát, cung kính hoan hỷ khứ, hoàn đáo an dưỡng quốc. Giải: Sau khi chư đại Bồ Tát đến thế giới cực lạc, chư vị đều được sự gia trì của sức mạnh bổn nguyện của Phật Di Đà, tức thì có năng lực lấy cái tâm cung kính, tâm hoan hỷ đến khắp mười phương thế giới cúng dường hết thảy chư Phật, nghe kinh, nghe pháp, lại còn có thể giáo hóa cho tất cả chúng sanh trong mọi cõi nước, khích lệ chúng sanh niệm Phật cầu vãng sanh, sau đó lại trở về thế giới cực lạc. Chú thứ nhất, vạn ức Phật. Đây không phải là chỉ con số cụ thể, mà chỉ đến hết thảy chư Phật khắp cả hư không pháp giới. Thứ hai, phi hóa là bay chạy tự tại giáo hóa chúng sanh. Thứ ba, an dưỡng quốc là chỉ thế giới cực lạc. Phẩm thứ 27, ca thán Phật Đức. Giải: Phẩm này nói tới việc chư Bồ Tát sanh về thế giới cực lạc, từng niệm không quên ca tụng, tán thán công đức của chư Phật. Kinh: Phật ngữ A Nan, bỉ quốc Bồ Tát, thừa Phật uy thần, ư nhất thực khoảnh, phục vãng thập phương vô biên tịnh sát, cúng dường chư Phật. Giải: Đức Phật nói cho A Nan biết, chư Bồ Tát ở thế giới Tây phương
nhờ sức mạnh gia trì của Đức Phật A Di Đà, nên chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, một bữa ăn, chư vị có khả năng đến thế giới của chư Phật trong mười phương để cúng dường và nghe chư Phật nói pháp rồi trở về. Chú thứ nhất, nhất thực khoảnh là thời gian của một bữa ăn, hình dung thời gian rất ngắn. Kinh: Hoa hương tràn phan, cúng dường chi cụ, ứng niệm tức chí, giai hiện thủ chung, chân diệu thù đặc, phi thế sở hữu, dĩ phụng chư Phật, cập Bồ Tát chúng. Giải: Chư vị lấy các thứ hương hoa tràn phan đến cúng dường Phật, các vật phẩm cúng dường ấy tùy tâm niệm liền hiện ra trong tay, các loại cúng dường đó rất quý báu, cuộc đời không thể có được. Chư vị dùng vật phẩm đó cúng dường chư Phật cùng chư Bồ Tát. Kinh: Kỳ sở tán hoa, tức ư không chung, hợp vi nhất hoa, hoa giai hướng họa, đoan viên châu tạp, hóa thành hoa cái, bách thiên quang sắc, sắc sắc dị hương, hương khí phổ huân, cái chi tiểu xả, mãn thập do tuần, như thị chuyển bội, nãi trí biến phục, tam thiên đại thiên thế giới, tùy kỳ tiền hậu, dĩ thử hóa một, nhược bất cánh dĩ, tân hoa trùng tản, tiền sở tản hoa, chung bất phục lạc, ư hư không chung, cộng tấu thiên nhạc, dĩ vi diệu âm, ca thán Phật đức. Giải: Tất cả các thứ hoa hợp lại thành một hoa, các thứ hoa đều rơi xuống, sắp lại thành lọng hoa, cả trăm ngàn màu sắc, mỗi màu sắc tỏa ra mùi thơm khác nhau, mùi thơm ấy xông lên cả mười phương thế giới. Lọng hoa được hình thành chí ít cũng được mười do tuần, rồi không ngừng lớn thêm, cuối cùng là che kín cả ba ngàn đại thiên thế giới. Rồi các lọng hoa ấy tuần tự biến mất. Nếu như không lấy hoa mới giải khắp hư không, thì các thứ hoa đã có trước sau không tàn dụng. Chú thứ nhất, đoan viên châu tạp. Đoan là chánh, viên là vòng. Đoan viên châu tạp là trình bày các thứ hoa ở không trung, rất có thứ tự hình thành các lọng hoa đẹp đẽ. Thứ hai, chuyển bội là không ngừng lớn hơn. Kinh: Kinh tu du gian, hoàn kỳ bổn quốc, đô tất tập hội, thất bảo giảng đường, vô lượng thọ Phật, ắt vị quảng tuyên đại giáo, diễn xướng diệu pháp, mạc bất hoan hỷ, tâm giải đắc đạo. Giải: Chư Bồ Tát của thế giới cực lạc, sau khi cúng dường chư Phật, trải qua một thời gian rất ngắn ngủi, lại trở về thế giới cực lạc, toàn bộ chư vị đều tụ tập tại giảng đường bảy báu. Đức Phật Di Đà liền vì chư vị mà tuyên nói giáo pháp đại thừa, bàn luận pháp môn niệm Phật. Chư Bồ Tát nghe xong, không ai không hoan hỷ, khai mở tâm ý, giác ngộ đạo thánh. Chú thứ nhất, tâm giải đắc đạo. Tâm giải là tâm ý được khai mở, đắc đạo là chứng ngộ quả vị Phật. Kinh: Tức thời hương phong, suy thất bảo thụ, xuất ngũ âm thanh, vô lượng diệu hoa, tùy phong tứ tán, tự nhiên cúng dường, như thị bất tuyệt, nhất thiết chư thiên, giai tê bách thiên hoa hương, vạn chủng kỷ nhạc, cúng dường bị Phật, cập chư Bồ Tát, thanh văn chi chúng, tiền hậu vãng lai, hy đãi khoái lạc. Giải: Bây giờ gió mang hương thơm thổi đến hàng cây bảy báu, phát ra âm thanh vi diệu, vô số hoa quý theo gió bay khắp. Sự cúng dường tự nhiên liên tục, không ngừng,
Và lại, hết thảy chư thiên đều nắm trăm ngàn thứ hoa hương cùng cả vạn thứ nhạc trời đến cúng dường Đức Phật A-di-đà cùng đại chúng Bồ-Tát thanh văn tại Pháp hội. Chư vị tiếp nối nhau, tất cả đều vô cùng hân hoan, hạnh phúc. Chú, thứ nhất, chư thiên ở đây không phải chỉ chư thiên trong ba cõi, mà chỉ chư Bồ Tát ở thế giới cực lạc, khi đến các thế giới khác làm thân nhân để hóa độ chúng sanh. Thứ hai, tê có nghĩa là đem cái gì đó trao cho người khác. Thứ ba, kỷ nhạc là biểu diễn ca múa kịch. Thứ tư, hy đãi có nghĩa là vui mừng. Kinh, thử giai vô lượng thọ Phật, bổn nguyện gia uy, cập tằng cúng dường Như Lai, thiện căn tương tục, vô khuyết giảm cố, thiện tu tập cố, thiện nhiếp thủ cố, thiện thành tựu cố. Giải, chư Bồ Tát đều cúng dường chư Phật mười phương, nhân duyên thù thắng được nghe Đức Phật thuyết pháp đều do sự gia trì của sức mạnh bổn nguyện của Đức Phật A-di-đà cùng với kiếp quá khứ của chư vị đã từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai nên các căn lành không ngừng tăng trưởng. Như thế nào là căn lành của chư vị không ngừng tăng trưởng? Nhờ chư vị hoàn toàn dựa theo những lời dạy ở trong kinh, rồi khéo tu tập, khéo nhiếp thủ, khéo thành tựu để giữ gìn cho căn lành của tự thân không ngừng lớn mạnh. Phẩm thứ 28, Đại sĩ Thần Quang. Giải, phẩm này chủ yếu là nói về thần thông trí tuệ của chư Đại Bồ Tát ở thế giới cực lạc. Trong số thánh chúng đó, đặc biệt xuất hiện hai vị đại sĩ Quan Thế Âm và Đại Thế Chí là bậc nhất. Hào quang và oai thần của hai vị cho đến công đức lợi ích chúng sanh của hai vị đều vượt qua các vị khác. Chú, thứ nhất, đại sĩ chính là Đại Bồ Tát. Kinh, Phật cáo A Nan, bỉ Phật quốc chung, chư Bồ Tát chúng, tất giai động thị triệt thính, bát phương thượng hạ, khứ lai hiện tại chi sự, chư thiên nhân dân, dĩ cập quyên phi, nhu động chi loại, tâm ý thiện ác, khẩu sở dục ngôn, hà thời độ thoát, đắc đạo vãng sanh, giai dự chi chi, hữu bỉ Phật sát, chư thanh văn chúng, thân quang nhất tầm, Bồ Tát quang minh, chiếu bách do tuần. Giải, Đức Phật nói cho A Nan biết, chư Bồ Tát ở thế giới cực lạc, được sự gia trì của bổn nguyện của Đức Phật A-di-đà, nên đều có khả năng thấy hết, biết hết mọi việc trong tám phương, hai phương trên dưới, mọi việc trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Còn đối với chư thiên, nhân dân, ở các thế giới khác, cho đến các loài chúng sanh trong sáu đường, trong tâm họ khởi lên một niệm tà hay chánh, thiện hay ác, muốn nói ra điều gì, khi nào được độ thoát, lúc nào được vãng sanh,
thì chư vị Bồ Tát đều biết trước cả. Lại nữa, chúng thanh văn ở thế giới cực lạc thì hào quang của chư vị chỉ dài một tầm, còn hào quang của chư Bồ Tát chiếu đến 100 do tuần. Chú, thứ nhất, dự chi là biết trước. Thứ hai, thân quang nhất tầm. Thân quang là hào quang tự thân, nhất tầm là chiều dài tương đương với hai cánh tay giang ra. Kinh Hữu Nhị Bồ Tát Tối Tôn Đệ Nhất Uy Thần Quang Minh Phổ Chiếu Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới A Nan Bạch Phật Bỉ Nhị Bồ Tát Kỳ Hiệu Vân Hà Phật Ngôn Nhất Danh Quan Thế Âm Nhất Danh Đại Thế Chí Thử Nhị Bồ Tát Ư Ta Bà Giới Tu Bồ Tát Hạnh Vãng Sanh Bỉ Quốc Thường tại A-di-đà-phật tả hữu, dục trí thập phương, vô lượng Phật sở, tùy tâm ắt đáo, hiện cư thử giới, tác đại lợi lạc. Giải, có hai vị Đại Bồ Tát rất được đại chúng tôn kính, oai thần hào quang của hai vị chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới. Tôn giả A-nan hỏi Đức Phật, danh hiệu của hai vị ấy là gì? Đức Phật trả lời, một vị là Quán Thế Âm, một vị là Đại Thế Chí. Hai vị Bồ Tát này ở thế giới Ta Bà tu hạnh Bồ Tát. Khi vãng sanh về thế giới cực lạc, thường ở hai bên Phật A-di-đà. Hai vị muốn đến hóa độ chúng sanh ở các cõi Phật mười phương đều tùy theo tâm mong muốn. Hiện nay, hai vị đang ở thế giới Ta Bà giáo hóa chúng sanh, cầu sanh tịnh độ. Chú, thứ nhất, Ta Bà giới. Ta Bà là tiếng Ấn Độ, có nghĩa là kham nhẫn. Nhân vì chúng sanh ở thế giới ấy, an chú cho 10 điều ác, cứ nhận chịu các phiền não do ba độc, tham, sân, si gây ra mà không chịu ra khỏi. Vì thế nên gọi là thế giới kham nhẫn. Thứ hai, đại lợi lạc là lợi ích lớn, lợi lạc lớn. Chính là niệm Phật vãng sanh, một kiếp quyết định thành Phật. Kinh, thế gian thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhược hữu cấp nạn khủng bố, đản tự quy mạng, Quán Thế Âm Bồ Tát. Vô bất đắc giải thoát giả. Giải, người đàn ông đàn bà nào ở thế gian, nếu gặp phải tai nạn nguy cấp, sợ hãi, chỉ cần một lòng trở về nương tựa, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, đều được thoát khỏi tai nạn lớn lao. Chú, thứ nhất, thiện nam tử, thiện nữ nhân. Các tiêu chuẩn thiện của thế gian chỉ cần thực hiện, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tâm từ không giết hại, tu 10 nghiệp lành thì phù hợp với các tiêu chuẩn thiện. Phẩm thứ 29, Nguyện Lực Hoằng Thâm. Giải, phẩm này trình bày chư Bồ Tát của thế giới cực lạc, tự thực hành nguyện lực sâu rộng của chư vị. Kinh, Phục Thứ A Nan, Bỉ Phật Sát Chung, Sở Hữu Hiện Tại,
Vị Lai Nhất Thiết Bồ Tát, giai đương cứu cánh, nhất sanh Bồ Xứ. Giải: Đức Phật lại nói với A Nan, chư vị Bồ Tát hiện được vãng sanh hoặc là vãng sanh trong tương lai ở thế giới Cực Lạc đều quyết định có năng lực một kiếp thành tựu quả vị Bồ Xứ. Kinh: Duy trừ đại nguyện nhập sanh tử giới, vị độ quần sanh, tác sư tử hống, hoàn đại giáp vị, dĩ hoàng thể công đức, nhi tử cha nghiêm, tuy sanh ngũ trược ác thế, thị hiện đồng bỉ, trực chỉ thành Phật, bất thọ ác thú, sanh sanh chi xứ, thường thức túc mạng. Giải: Ngoại trừ nguyện lớn vì cứu độ tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới, chư vị Bồ Tát ấy thị hiện trong sáu nẻo luân hồi để cứu độ quần sanh, vì chúng sanh mà làm tiếng giống sư tử, mặc áo giáp, lấy thệ nguyện rộng lớn hóa độ chúng sanh mà tự trang nghiêm. Tuy là chư vị ở trong thế giới ngũ trược thị hiện như thân thể chúng sanh, cách thể hiện như vậy cho đến khi thành Phật vẫn không hề bị khổ thọ của ba đường ác. Chư vị là hàng Bồ Tát nguyện tái sanh, dù sanh vào chỗ nào chư vị cũng đều biết rõ quá khứ của tự thân. Đó mới là nghĩa chân thật, chúng sanh không thành Phật, ta cũng không thành Phật. Chú thứ nhất, sanh tử giới là chỉ sáu nẻo luân hồi. Thứ hai, tác sư tử hống là thí dụ việc giảng kinh, nói pháp. Thứ ba, hoàn đại giáp vị, hoàn là mặc, giáp vị là áo giáp khoác vào khi ra trận. Ở đây, thí dụ cho việc nghiêm giữ giới luật, thị hiện đức tướng, dũng mãnh, không sợ hãi. Thứ tư, ngũ trược ác thế. Ngũ trược là mệnh trược, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, phiền não trược. A. Mệnh trược. Chúng sanh vì phiền não, thân tâm khổ sở, mạng sống ngắn ngủi. B. Chúng sanh trược. Người đời ngày càng thêm nghiệp ác, thân tâm bất tịnh, không thông đạt nghĩa lý. C. Phiền não trược. Người đời tham ái, sân hận, đấu tranh mãi mãi. D. Kiến trược là hiểu biết không chánh, không thực hành chánh đạo. D. Kiếp trược là dụ cho thời đại quá nhiều khổ đau, bệnh tật, chiến tranh, tai nạn thường xuyên diễn ra, sanh linh đồ thán, chẳng được yên ngày nào. Kinh: Vô lượng thọ Phật, ý dục độ thoát, thập phương thế giới, chư chúng sanh loại, giai sử vãng sanh kỳ quốc, tất linh đắc nê hoàn đạo, tác Bồ Tát giả, linh tất tác Phật, ký tác Phật dĩ, chuyển tướng giáo thọ, chuyển tướng độ thoát, như thị triển chuyển, bất khả phục kế. Giải: Tâm ý của Đức Phật Vô Lượng Thọ vì muốn độ thoát chúng sanh trong mười phương thế giới, khiến cho họ được vãng sanh về thế giới Cực Lạc, đắc Niết Bàn. Ngài hóa độ chúng sanh tu đạo Bồ Tát, khiến cho tất cả đều thành Phật. Sau khi thành Phật, chư vị trở lại cuộc đời để giáo hóa chúng sanh, giúp cho chúng sanh thoát khỏi sống chết ba cõi. Số lượng người giáo thọ, độ thoát thì không thể nào đếm hết được. Chú thứ nhất, Nê Hoàn, nghĩa là Niết Bàn. Kinh: Thập phương thế giới, Thanh Văn Bồ Tát, chư chúng sanh loại, sanh bỉ Phật quốc, đắc Nê Hoàn đạo, đương tác Phật giả, bất khả thắng số, bỉ Phật quốc chung, thường như nhất pháp, bất vi tăng đa, sở dĩ giả hà, do như đại hải, vi thủy trung vương,
chư thủy lưu hành, đô nhập hải chung, thị đại hải thủy, ninh vị tăng giảm. Giải, chư thanh văn Bồ Tát và chúng sanh của thế giới mười phương vãng sanh đến thế giới cực lạc, số lượng chứng đắc niết bàn thành Phật không thể nào đếm được. Nhất chân pháp giới của thế giới cực lạc vẫn hằng thường không biến đổi, số lượng vãng sanh về Tây Phương có nhiều hơn nữa thì cũng chẳng thấy thêm. Vì sao? Cũng như vua của nước ở trong biển lớn, nước của tất cả sông ngòi đều nhập vào biển cả, nhưng nước ở trong biển vẫn không tăng giảm. Chú thứ nhất, nhất pháp là nhất chân pháp giới. Kinh: Bát phương thượng hạ Phật quốc vô số, A Di Đà quốc, trường cửu quảng đại, minh hảo khoái lạc, tối vi độc thắng. Bổn kỳ vi Bồ Tát thời, cầu đạo sở nguyện, lụy đức sở trí, vô lượng thọ Phật, ân đức bố thí, bát phương thượng hạ, vô cùng vô cực, thâm đại vô lượng, bất khả thắng ngôn. Giải, trong vô số cõi nước Phật ở trong mười phương thế giới của Đức Phật A-di-đà thì thọ mạng hết sức lâu dài, cõi nước rộng lớn vô biên, thanh tịnh sáng suốt, tướng tốt trang nghiêm, chúng sanh hạnh phúc an lạc, thù thắng bậc nhất trong các thế giới của chư Phật. Tất cả những điều đó đều do nhân địa của Đức Phật A-di-đà khi đang là Bồ Tát tu hành tròn đầy và nguyện lớn tròn đầy, cùng với công đức vô lượng tích lũy trong vô số kiếp mà hình thành. Ân đức bố thí của Phật A-di-đà đối với chúng sanh trong mười phương là không cùng tận, thực sự sâu xa rộng lớn, vô lượng vô biên. Ân đức ấy dù cho chư Phật có nói cũng không thể nói hết. Phẩm thứ 30, Bồ Tát tu trì. Giải, phẩm kinh này thuyết minh về pháp môn tu tập và hành trì của chư Bồ Tát ở thế giới cực lạc. Kinh: Phục thứ A Nan, bỉ Phật sát chung nhất thiết Bồ Tát, thiền định, trí tuệ, thần thông, uy đức vô bất viên mãn. Giải, Đức Phật lại nói cho A Nan biết, chư Bồ Tát ở thế giới cực lạc, thiền định, trí tuệ, thần thông, uy đức của chư vị không pháp nào là không tròn đầy. Kinh: Chư Phật mật tạng, cứu cánh minh liễu, điều phục chư căn, thân tâm nhu nhuyễn, thâm nhập chánh tuệ, vô phục dư tập, y Phật sở hành, thất giác thánh đạo, tu hành ngũ nhãn, chiếu chân đạt tục, nhục nhãn giản trạch, thiên nhãn thông đạt, pháp nhãn thanh tịnh, huệ nhãn kiến chân, Phật nhãn cụ túc, giác liễu pháp tánh. Giải, đại chúng Bồ Tát ở thế giới cực lạc, đối với lời nói chân thật, thâm sâu, huyền ảo của chư Phật,
chư vị đều hiểu biết rốt ráo, thì tự nhiên chư vị khéo điều phục sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân và ý, mãi mãi thoát khỏi hết thảy ác hành, thân tâm được thanh tịnh nhu hòa, tùy thuận ở nơi chánh đạo. Như vậy thì tự nhiên khế nhập trí tuệ chân thật của Như Lai, không còn tàn dư của tập khí phiền não. Dựa vào giáo giới của Đức Phật Di Đà, chư vị tu tập 37 phẩm trợ đạo, đồng thời tu 5 loại mắt của quả vị Phật, chiếu thấy chân tâm bổn tính, thấu đạt vạn pháp trong vũ trụ, nhục nhãn khéo chọn pháp môn niệm Phật, thiên nhãn khéo thấy nghiệp quả của chúng sanh trong 10 phương hàng xa thế giới, pháp nhãn thanh tịnh, có năng lực quán khắp tất cả các pháp và biết rõ tâm lý hành vi của tất cả chúng sanh. Huệ nhãn thì chiếu thấy cái sự thật chân tướng của vạn hữu trong vũ trụ. Phật nhãn thì đầy đủ công năng của mắt, tròn đầy không thiếu giác ngộ bổn tánh của nhất thiết pháp. Chú thứ nhất, chư Phật mật tạng. Mật tạng là lời nói chân thật mà pháp thân Như Lai đã nói đều, thâm sâu, huyền ảo, chẳng phải hạng tiểu thừa hiểu được. Ở đây là chỉ đến danh hiệu A-di-đà-phật. Thứ hai, điều phục là điều hòa, chế phục ba nghiệp, thân, miệng, ý. Chế phục là trừ diệt tất cả ác hành. Thứ ba, nhu nhuyễn là cái tâm nhu hòa mà thuận nơi chánh đạo. Thứ tư, thâm nhập chánh tuệ. Chánh tuệ là chỉ trí tuệ chân thật. Thứ năm, dư tập là tập khí tàn dư. Thứ sáu, thất giác thánh đạo, chính là bảy giác chi. Một, trạch pháp. Hai, tinh tấn. Ba, hỷ. Bốn, khinh an. Năm, niệm. Sáu, định. Bảy, hành xả. Thánh đạo là tám đường chánh. Một, chánh kiến. Hai, chánh tư duy. Ba, chánh ngữ. Bốn, chánh nghiệp. Năm, chánh mạng. Sáu, chánh tinh tấn. Bảy, chánh niệm. Tám, chánh định. Ở đây đưa ra bảy giác chi và tám thánh đạo là bao quát cả 37 phẩm trợ đạo. Thứ bảy, ngũ nhãn là nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Chỉ có Phật mới đầy đủ ngũ nhãn, biểu trưng cho đức năng trí tuệ tròn đầy của Phật. Thứ tám, chiếu chân đạt tục. Chân là chân lý của vũ trụ nhân sanh, chính là bản tính chân như. Chiếu chân là rõ tâm, thấy tính mà Thiền Tông nói đến. Còn tục là chỉ y báo, chánh báo, trang nghiêm trong 10 pháp giới. Đạt tục là thông đạt tất cả mọi sự việc trong 10 pháp giới. Thứ 9, nhục nhãn giản trạch. Nhục nhãn, mắt thịt của phàm phu chỉ có thể thấy các sắc tướng trước mắt. Bồ Tát vì mọi người mà thị hiện nên gọi là giản trạch. Thứ 10, thiên nhãn thông đạt. Ở đây chỉ thiên nhãn của Phật thấy rõ nghiệp quả sống chết chen đan nhau của chúng sanh trong 10 phương hàng xa thế giới. Thứ 11, pháp nhãn thanh tịnh. Pháp nhãn của Phật quán khắp tất cả các pháp thế gian, xuất thế gian. Thứ 12, huệ nhãn kiến chân. Huệ nhãn của Phật có năng lực chiếu thấu cái sự vật chân tướng của nhân sinh, vũ trụ, vạn hữu. Thứ 13, Phật nhãn cụ túc. Phật nhãn thì không chỗ nào không thấy,
thông đạt hết thảy sự lý nhân quả, đầy đủ công dụng của các loại mắt. Thứ 14. Pháp tính, tức là bản tính và bản thể của hết thảy pháp. Kinh Biện Tài Tổng Trì, tự tại vô ngại, thiện giải thế gian, vô biên phương tiện, sở ngôn thành đế, thâm nhập nghĩa vị, độ chư hữu tình, diễn thuyết chánh pháp, vô tướng vô vi, vô phược vô thoát, vô chư phân biệt, viễn ly điên đảo. Giải, chư Bồ Tát ở thế giới cực lạc đều đầy đủ biện tài không chướng ngại, có năng lực nắm giữ cương lĩnh của tất cả các pháp, khéo biết rõ căn tính, dục lạc của hết thảy chúng sanh, hoàn toàn khéo nói pháp, những pháp nào nói ra đều thành khẩn, chân thật, có năng lực vào sâu nghĩa lý của giáo pháp, vì chúng sanh mà diễn nói chánh pháp. Nội dung của chánh pháp tức là vô tướng, vô vi, vô phược, vô thoát, không phân biệt chấp trước, viễn ly hết thảy vọng tưởng điên đảo. Chú thứ nhất, vô phược vô thoát là không phiền não trói buộc, cũng không có giải thoát thì mới là giải thoát rốt ráo. Kinh Ư Sở Thọ Dụng, giai vô nhiếp thủ, biến du Phật sát, vô ái vô ác, diệt vô hy cầu, bất hy cầu tưởng, diệt vô bỉ ngã, vi oán chi tưởng. Giải, chư Bồ Tát ở thế giới cực lạc, ở trong mọi thọ dụng nhưng không tham trước, chư vị đi khắp cõi nước Phật để giáo hóa chúng sanh, trong cảnh thuận không hề tham ái, trong cảnh nghịch cũng không sanh chán nản, mệt mỏi, không khởi niệm mong cầu, cũng không hề có niệm mong cầu. Không có mình, người lại càng không có niệm, thân, sơ, ân oán. Chú thứ nhất, nhiếp thủ, ở đây chỉ tham trước. Kinh Hà Dĩ Cố, bỉ chư Bồ Tát, ư nhất thiết chúng sanh, hữu đại từ bi, lợi ích tâm cố, xả ly nhất thiết chấp trước, thành tựu vô lượng công đức, dĩ vô ngại tuệ, giải pháp như như, thiện chi tập diệt, âm thanh phương tiện, bất hân thế ngữ, lạc tại chánh luận. Giải, vì sao như vậy? Do vì chư đại Bồ Tát ở thế giới cực lạc lấy tâm đại từ bi đối với lợi ích của hết thảy chúng sanh, nên xả bỏ mọi vọng tưởng chấp trước, đầy đủ và thành tựu vô lượng công đức trang nghiêm, lấy trí tuệ không chướng ngại mà liễu giải hết thảy các pháp một cách rốt ráo, biết rõ chân lý của tứ đế, khổ, tập, diệt, đạo, lấy âm thanh phương tiện giáo hóa chúng sanh, không thích bàn luận các việc thế gian vô nghĩa, nhưng thích thú tuyên nói về chân lý của các pháp xuất thế gian. Chú thứ nhất, giải pháp như như, như như, chữ như trước là chỉ chân như bản tính, chữ như sau là nói hết thảy các tướng. Giải pháp như như chính là hiểu biết triệt để sự lý chân tướng của tất cả các pháp. Thứ hai, thiện chi tập diệt, âm thanh phương tiện. Tập diệt là hai đế của tứ đế, khổ tập diệt đạo. Thứ nhất, khổ đế là trình bày chân lý về khổ. Thứ hai, tập đế có nghĩa là tập khởi nguyên nhân của khổ. Thứ ba, diệt đế, trình bày khi thành Phật thì mới có thể diệt trừ hết thảy khổ đau. Cái chỗ quy túc
tròn đầy của nhân sinh. Thứ tư, đạo đế là phương pháp tu hành đạt đến quả vị Phật. Tứ đế bao gồm nhân quả, thế gian và xuất thế gian. Tập là nhân duyên của các pháp thế gian. Khổ là quả báo của các pháp thế gian. Đạo là nhân duyên của các pháp xuất thế gian. Diệt là chứng quả vượt ra khỏi thế gian. Âm thanh, phương tiện là trình bày giáo pháp tứ đế, là chư Phật thiện xảo phương tiện mà nói. Thứ ba, thế ngữ là bàn luận việc thế gian vô nghĩa. Thứ tư, chánh luận là giảng giải về chân tướng của nhân sinh vũ trụ tương ưng với lời nói. Kinh chi nhất thiết pháp, tất giai không tịch, sanh thân phiền não, nhị dư câu tận, ư tam giới chung, bình đẳng cần tu, cứu cánh nhất thừa, chí ư bỉ ngạn, quyết đoạn nghi võng, chứng vô sở đắc, dĩ phương tiện trí, tăng trưởng liễu chi, tòng bổn dĩ lai, an chú thần thông, đắc nhất thừa đạo, bất do tha ngộ. Giải, chư Bồ Tát ở cực lạc đều liễu chi hết thảy các pháp thế và xuất thế gian, đều hư vọng hai thứ tập khí dư tàn của thân là khổ báo và phiền não, đều đã đoạn sạch ở trong ba cõi mà bình đẳng tinh cần tu tập giáo pháp nhất thừa rốt ráo tròn đầy, từ đó đạt đến niết bàn bờ bên kia, quyết đoạn trừ tất cả trói buộc nghi hoặc, chứng vô sở đắc, lấy việc tăng thêm trí tuệ phương tiện thiện xảo, phương pháp giáo hóa chúng sanh, an trú ở thần thông trí bi. Những điều thực tế ấy vốn là tính đầy đủ của chư vị, nên bây giờ hiện ra một cách tự nhiên. Phật quả nhất thừa mà chư vị đã chứng đắc cũng từ trong tuệ tâm của chư vị hiện ra tự nhiên, chứ nhất định không phải từ ngoại cầu mà có. Chú: thứ nhất, sanh thân phiền não. Sanh thân là cái thân sống chết, tức là cái thân khổ báo. Phiền não, mọi tư tưởng, kiến giải sai lầm dẫn đến phiền não. Thứ hai, nhị dư câu tận là đoạn trừ hết hai thứ tập khí dư tàn, khổ báo và phiền não của thân. Thứ ba, nhất thừa là giáo pháp duy nhất đưa chúng sanh đến thành Phật. Thứ tư, bỉ ngạn là thí dụ quả vị Phật vô thượng. Thứ năm, vô sở đắc, liễu chi bản thể của các pháp đều không ảo, vì vậy nên ở trong tất cả pháp mà không chấp dính, không phân biệt. Thứ sáu, phương tiện trí là trí tuệ phương tiện khéo giáo hóa chúng sanh. Đại thừa vô lượng thọ kinh giản chú dịch giải, biên soạn do lão pháp sư Tịnh Không, người dịch cư sĩ Nguyên Trừng, người đọc Diệu Âm, trang web tịnhtông.org. Nguyện sĩ thử công đức trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, tức phát
Bồ Đề Tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh Cực Lạc Quốc. Nam mô A Di Đà Phật.